khoan chánh đường, chánh đường. Khoan khoan, để anh chào các bạn đó. Chánh Ok, đường. hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình ha. Đem xe lại nó mới chịu vào phải tay bóp kẹt nó mới chịu vào đâu rồi thanh niên cơ. Khoan, à, đâu em chạy rồi, đâu em chạy rồi, cái xe chạy mà cái bánh không lăn. Game ảo vãi chữ còn bớt nữa, ồn vãi tèo luôn. Lên lên Phương ơi, ồn như quỷ gì. Cụ sen này nó chạy méo anh ơi, bánh hư rồi. Lên 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 rồi xong rồi. Wow, góc nhìn thứ nhất nó mới chịu à. Chưa nghe mua xe rồi. Xe chấm đâu rồi, trên đối tiếng rồi không? Dạ. Nhức đầu gần chết ồn. Cái xe như chiếc máy cày. Đây đây đây, để đây, ở đây mình cho các bạn xem á. Adu. Gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Gì đâu? Gì bên? Anh nhìn nè. Đâu em đang ở mô lắc đấy. Quỷ như vậy đâu, nhìn đường mattress nè. Cái gì nè 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 nè, em tới nè. What's up rồi, em full rồi. Anh đang tới nè, đang chạy xe hay gì? Đúng rồi, em đang chạy xe nè. Cái xe ồn như cái chợ, anh ghét lại gần anh, đây anh nhìn chiếc xe nè. Đâu anh tới giờ nè, nhìn chiếc xe nè. Bãi dữ. Bãi gì vậy? Gì vậy? Clip à, xin clip à. Ui, xe bay lộn cùng mèo quá xỉu chứ. Quá tèo. Rồi để mình đi một vòng cho các bạn xem á. Ở đây thì Sì Chum đã dẫn cái con bạch hổ về rồi nè, các bạn thấy chưa? Mình để con bạch hổ với mà con hắc hổ, hai con kế bên luôn. Chứ mà ở đây thì ba mình cũng sắp xếp lại mấy cái khu này, các bạn thấy không? Gồng thì sẽ để theo gồng ha. Còn bên đây mấy con khủng long mai TH thì sẽ để theo mai TH. Đó, các bạn thấy chưa? Chiếc xe này để tham quan anh ơi. Đúng rồi, chiếc xe đó để em tham quan chứ anh không có đi đâu. Nó ồn. Ồn với gì? Nó khác đúng gì cái máy cày luôn á. Còn ở đây là con gùa của Sì Chum bắt vậy luôn nữa. Vãi tèo chứ. Gặp con gì cũng hốt hết. Gặp con gì cũng hốt hết rồi, tập cờ tập này chơi gì. Ê dạ, gặp con gì cũng hốt hết rồi, tập này chơi gì. Đi sang boss anh đi. Rồi đề xuất ý kiến đi. Chứ chắc chắn là mấy em kia là kêu là gì nè, anh ơi chịu hội tứ linh rồi đó. Tứ linh hội tụ rồi đó. Đi vô mấy cái tháp đánh boss thử đi anh. Đi ông bệnh. Đi. Anh đem vô thiên thằng theo được không? Nhớ đem red rồi. Cái gì vậy trời? Em chịu hội luôn, em chịu hội luôn cái con gì nè. Cái con gì Pteranodon luôn á. Đúng rồi đó. Vãi tèo. Đẹp không? Rồi, mấy thanh niên này nhập hàng Trung Quốc về rồi, nạnh nào nấy chế. các bạn thấy tác hại của việc mua chuông Trung Quốc chưa? Nhiều em kêu là anh ơi mua đi. Đó, bây giờ chuông một đống rồi, nạnh nào nó chịu hồi mình chả biết. Quay qua quay lại là ra một đống con mới. Ơi khoan, có cái chủ boss đây nè anh Phương. Anh Phương giới cái chủ. Ê, em ở đâu? Em đang ở đâu? Em ở cái chỗ boss mà hồi lâu anh gọi ra con đập đá với con metal á. À đúng rồi. Đúng rồi. Qua đây chơi. Đi qua đó chơi. Đi không anh? Đi. Em cởi cái gì vậy? À nghe. Vậy thôi anh cởi con bò te xịn xịn này thử coi. Bà đi. Sida. Đi chung đi, nó lắc như quỷ á. Đèn siêu. Các bạn xem video chịu khó nha, nó hơi bị lắc là do quá trời nhiều quái rồi. Thứ nhất đang nhiều quái và cái thứ hai là chơi đồ anh ơi. Quá ghê. Đồ. Yo. Bye.
gì siêu nhân. Rồi cái chủ boss rồi. Đây. Đấy không? Kìa xì chung có con Griffin nữa kìa. Học bay ra đây nó đỡ lắc hơn nè các bạn. Khoan. Đứng đây hộp lại ơi, hộp lại. Có con nhị nè. Hộp lại chào các bạn ơi. Bởi vì có Eternal gì boss summer gì nữa vậy? Đúng rồi, cái chủ đó boss khủng đúng không em? Chịu hồi ra đi. Có trò chơi rồi đó. Nhưng mà con này làm gì có? Đâu có cái magic cop đâu. Không có đi tìm. Nhưng mà chúng ta có đồ chơi ở chỗ này thấy các bạn. Để tìm hiểu đi anh. Đây anh. Vô tư. Có nè, cái Magico. Magico đó là kiếm ở đâu? Magic coi thử nó làm từ gì. Magico. Bigfoot Show. Gorilla là con gì ta? Gorilla là con tinh tinh đó. 1000 gỗ nè, quăng 1000 gỗ vô là có nè, xịt giùm. 1000 polymer. Thôi mấy con đó bình thường mà anh. Thì lấy ra đi thử coi con đó là con gì. Chơi con này nè, Bionic Gigant nè. Ủa. Mấy cái mà mua sâu là cái đó, cái cục sâu á là cái gì ạ? Ê để em xíu. Ê có boss nè, có boss nè. Polymer. Để em xíu. Đúng rồi, em về lấy polymer đi, đang đọc cho anh đọc cho. Electronic với polymer. Hay có cái gì nữa? Với có con Manticore Gamma nữa nè. Không thôi em chế em chịu hồi con này thử coi đẹp không? Coi thử có cái nguyên liệu gì dễ để em cứ gọi ra chơi. Đi quen. 1000 cái 1000 cái polymer. Vô tủ lạnh. Tủ lạnh. Vô tủ lạnh, tủ lạnh một đống luôn. Ok em. Đây nè, em lấy đi, em lấy polymer nè, electronic nè. Anh đọc chưa? Em lấy rồi. Ba món đúng không? Đâu có trái tim nè, trái tim của gọng nè. Trái có tim hả? Ờ, rồi Alex. Thử Alex, này trước đi, thử này trước đi. Em tới đây nè. Một thanh niên rồi, sống ảo khi ghê không mang cái con baby phượng hoàng theo nó chứ. Tà lùng mà sống ảo. Sống ảo. À, em chưa lên 400 nha, bình tĩnh nè. Vừa hồi boss ra đi em. Thiếu nhân trái tim để em về nhà. Tiền trái tim trong cái tủ á. Cho anh mượn con Griffin đó ơi. Con Griffin đó em chịu hồi ra phải không? Dạ. Đây cho anh mượn ơi. Bay thử ơi. Bay thử rồi bay luôn. Không xuống. Bay luôn. Lên chở em đi chơi với. Kè bay kè bóng quá bóng bay chịu. Đứng xuống. Chui chui nữa. Ích kỷ. Rồi lên đi. Chả lắm. Ok đi bóp nè bóp rồi. Nè. Trời con này bay nhanh chứ gì. Bóp anh em. Rồi các bạn xem con này bao nhiêu máu hả? Nó xuất hiện kìa anh ơi. 6 tỷ máu. Thấy ghê như vậy. Xuất hiện kìa. Ai đâu ra kìa anh ơi. Thấy rồi anh thấy rồi. Con Viven nha. Mà nó thành con gì ạ? Con Viven. Ai biết, anh đâu biết đâu. Viven gì? Gì? Dai Viven gì đó, không biết nữa. Nè chứ. Boss kêu gì trời? Kìa. À, con này quen quá mà. Ấy da, 10.000 máu. Chơi nó xì chấm, quay lại chơi nó xì chấm. Em tán nó cái mụn nó chết sao? Thì tán nó đi. Chứ em để nó quýnh anh cái mặt như cái mệt bây giờ. Trời ơi. Em tăng cái con Griffin của em lên chi mạnh chứ. Có gì đâu trời. Rồi ai đâu chơi. Đúng rồi, giết con này cũng chả được cái gì cơ. Được cái não zombie nè để tiến hóa con rồng nè. Giờ chiêu hồi con gì ta? Copy Magic. Bây giờ mấy cái con ở trong cái chủ boss này làm gì đủ khả năng chơi với tụi mình đó trời. Em tự nhiên em chịu hồi con Griffin màu đen đó ra nó như siêu nhân gì. Trời ơi rồi. Thanh niên. Cái Varrock anh ơi. Cái gì? Là Varrock. Là cái gì? Cái con từ từ để em coi. Cái con là người đá lửa.
Thì em chịu hỏi đây, ngay cả anh còn giết nó chết nữa. Nhưng mà em đâu biết con alpha là con nào đâu. Em chịu hỏi ra chưa? Em có biết gành mấy cái này đâu, em biết thì em làm đi. Đâu em mà... đâu có biết. Nó nằm ở chỗ nào? Cái chỗ order author gì nè. Rồi chịu hỏi nó ra. Không phải cái đó, không phải cái đó. Anh lỡ chịu hỏi luôn rồi, magic gì vậy? Con magic, gì vậy? Magic là gì vậy? Con này con gì vậy? À biết, em chịu hỏi luôn đi. Nè, nó đây nè. Gì? Cứ gọi đi. Gì trời, nó ra con combi gì chút quét gì. The fuck? Con gì vậy? Cái gì mà dằn khè chứ gì? Gì vậy? Ai biết. Tạo ra nó ra con đó đó. Con đó win đấm gì. cái magic core là kiếm ở đâu? Evo value. Cái magic core kiếm ở đâu? Magic core nè. Nó chẻ từ mấy cái sâu của mấy cái con kia kìa. Nó ghi là lava rock nè, con này con gì ta? Ba con mày. Overlord gì đó. Magic. Alpha keyboard. Một tiếng hoa cái gì đấy bấm trời. Bấm cái chữ order đi em Phương. Trời cái magic core này khó kiếm lắm á trời, một đống luôn. Giết con Bigfoot, giết con Giga, giết con Mammoth. Cái gì em nói vậy? Bấm vô cái chữ order đi. Rồi. Sau đó em bấm vô cái gì, Gibutet gì đó. Gibutet gì đâu? Bấm Gibute vô chữ... Ừ. Gibute rồi. Đó em tính vô hỏi con này nè, năm cái lava gốc nè. Lava gốc đó kiếm ở đâu ra? Rồi bắt cái giết cái con người đá hôm bữa anh em mình giết được á. À đúng rồi anh nhớ rồi. Nhưng mà cái con nó bây giờ nó lạc trôi ở đâu rồi? Đó mình chịu hồi trong này nè. Có cái não gì nữa là zombie nè. Thì đúng rồi chịu hồi con đó nhưng mà em cần lava rock kìa. Lava rock là giết con người đá bữa đó. Bữa đó giết là dục hết bà nó rồi. Trong này như có mà. Trong nào? Thôi anh thấy là anh thấy là đi vô mấy cái chủ boss tấn công thử mấy con kia thử rồi. Đi không? Đi. Ok, đi đi. Đủ giờ, đủ giờ, đủ mấy cái anti-fact chưa? Em nghĩ là đủ rồi đó. Mấy cái? Đủ 4 cái rồi. 4 cái mà đủ đúng giống loại của nó không? Rồi đi. Đủ. Đủ là đó luôn. Đi đi đi, rồi đi tới chủ boss đi tính. Chủ nào? Đánh gì à? Đánh khó luôn, chơi hard luôn. Chơi hard đâu đâu đủ nguyên liệu. Kiếm mấy cái giò của mấy con kia thì phải. Đi đi. Còn đi mấy đi. Cái anti-fact cũng mà. Chỗ cái... màu nào? Chỗ nào đi, chỗ nào? Giờ quýnh con gì? Quýnh con gì cũng được. Quýnh con nhờ. Con rồng được nữa. Dạ, rồng hay là khí đột? Con rồng thì chủ đỏ. Kìa, anh thấy cái chủ phía trước kìa. Chủ đỏ đó. Vậy thôi đi vô đó. Chủ đỏ là con rồng. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Trời ơi, thật điên bài vậy. Đâu, đâu, đâu. Bay như siêu nhân như vậy. Trời đi đi xa khỏi cái chỗ mà cái hội chợ khủng long của mình, cái nó khỏe gì đâu. Đã đắt quá trời luôn. Đúng rồi. Con này con rồng nè. Trời. Đủ không? Đủ anh tí phát không? Chứ anh nghĩ là không, chắc không đủ đâu. Thiếu cái con này, thiếu quá trời luôn anh ơi. Đâu em có mấy cái anti-fact gì đâu. Xì vô con vô ơi. Anti-fact lẹ à. Em đâu có giữ đâu. What the để fuck. Không thằng nào đem theo hết kêu đánh boss. Để em chạy về nhà lấy. Đến đây lên 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 chơi anh Phương. Lên đâu? Lên trên đỉnh nè. Được không? Đâu. Lên. Lên trên cao túi bút trên đây luôn thử. À, sao mình không đi à, không đi đảo một vòng thử coi có ấy không? Hết rồi nó hết chỗ đi. Đi kiếm mấy boss khác. Rồi, anh Phương thử những e thử cái anh Phương. Ê! Báo đời. Hên. Thôi không sao quên. Nhấn e nữa chứ lâu lâu mình bị số 7. Nhưng mà anh có bộ giáp. Anh Phương đâu rồi? Làm sao chơi anh được chị giúp. Ê, ê còn con chim của anh. Thả anh ra, còn con chim của anh kìa. Thả ra. Chim của anh ở trên đây. Bấm heo bấm thiệt. Đây anh ơi. Phan anh đang cực khổ là chưa đụng tới con chim được nữa nè.
Đụng vô, đụng vô, đúng rồi, đụng vô. Rồi, ngon. Rồi. Ghê chưa? Thấy chuyên nghiệp chưa? Rồi, đi đâu đây? Đi đâu vậy? Đi kiếm boss. Ok. Đánh con cá sấu không? Đâu? Con cá sấu màu đen á. Con cá sấu màu đen đúng không? Hốt. Hình như nó hết thời gian rồi. Ở đâu vậy? Con cá sấu màu đen tập mấy tập trước. Chắc là các bạn xem video nhớ mà đúng không? Anh đâu có quay nữa đâu mà nhớ gì anh? Xì chum. Nãy giờ đang quay mà. Ồ. Chứ nãy anh nhiều nó mới nói tắt like vậy thôi, tắt quay rồi mà. Thì đúng rồi, anh tắt tập trước rồi. Tập này quay thêm tập nữa đi, đi ngủ rồi. Ok. Gán làm điều gì đó vĩ đại cho các bạn xem ơi. Mà vĩ đại gì nữa, bây giờ mình mạnh như châu, giờ giờ chỉ có triệu hồi mấy con boss khủng khủng đấu lộn nhau. Bắt gì đâu tập này, tập trước bắt là 30 con. Bởi vì mình thấy mình bắt liền anh, hôm thua qua tập sau là mất tiêu nữa. Ờ. Thì bởi vì giờ là thấy là bắt, thấy là bắt. Thấy là hốt không? Có con này bay nó nhanh hả bạn? Bay nhanh. Kiếm. Trời nó delay rồi, nó lắc. Đi xa quá đó. Bay qua đối tiếc rồi, lắc quá rồi. Nó mấy em rồi. Tiếc hả? Em đây nè. Trời ơi, lắc kìa các bạn. Còn 12 FPS nè, quá tay còn 7 FPS nè. Sao em 70 ta? Cái gì? Em có 70 FPS. Tại vì em không phải là hot. Ây da, cắn rồi. Rồi bên đâu? Chị chăm đâu? Em trên đuối tiếc. Đừng đi xa anh quá, anh đi xa quá bởi vì nó lắc quá. Em ở cái đuối tiếc nè. Chắc anh ở cái đuối tiếc có cái trụ đúng không? Em ở nó đuối đối diện. You. Rồi thấy em rồi. Sao gấp nay boss nhiều lắm mà giờ sao không thấy con boss nữa vậy? Vậy nó mới lạ đời. Giờ chỉ còn cái con ba đi cái gì á. Qua đây quay qua đây. Rồi ở trên này có cái trụ boss nè. Em có đem anti-pet theo chưa? Có. Vô đây thử coi. Đua. Trên này đâu có trụ đâu. Ủa? Trụ bên kia kìa. Bên kia trụ màu xanh dương. Bên này. Anh Phương đua anh Phương. Đua. Đua ông chấm. Thôi không bỏ đi. Đúng không? Có 1000 tốc độ di chuyển chứ mấy. Đợi chút. 1001 ba. Đợi chút. Tôi không thích cộng thôi. Đợi chút. Cộng nhiều quá, lắc qua đi không nổi. Đúng không? Ú anh có con nhồi kìa anh. Đâu? Đây. Ú. Đâu vậy? Ê con nhồi bên đây nè chị chung. Ở đâu? À bên đây nè. Oh my god. Mày TH con mày TH. Ơi. 7 triệu đam rồi, ngu nè, nó tán cho dập mặt. Ấy da. Ai quýnh nó vậy? Ấy da, sao em quýnh nó gì vậy? Nó tán anh kìa. Em vừa mới đá xuống cái rập một cái mồ. Xì châm nữa cái tội xì châm nó quýnh kìa. Con này đẹp nè anh Phương. Con gì? Con này nè, con voi này đẹp nè. Thì xuống hốt nó đi em. Thôi nó đang điên kìa. Có giết nào em thử nó luôn cho. Giết thôi, gì giờ có khó bắt nó đi em. 60 triệu máu à. Không phải. Nó bị khủng đó. Rồi hư cái giáp tách của anh luôn rồi. Trời xin hại đời luôn rồi. Từ khoan coi nó bao nhiêu máu vậy? 12 tỷ hả? Bả tèo. 12 tỷ hả? 12 tỷ không có turbo. À cho nó ăn cái chuông nữa. Đúng rồi, con này bắt bằng cái chuông mà. Đừng nó im ru rồi đó. Có cái chuông vô cho nó quất đi. Rồi xong rồi. Hay quá. Quá đẹp. Wow. Dồi phun được là thấy quái quái à. Bấm Q, bấm E, bấm X, bấm C thử coi. Cây gì vậy trời? Cái gì mà cây nó ngã lên lũ lượng hết vậy? Ủa bữa mình đi đâu có đâu ta, nay đi có quá trời. Cái bạch thơ kiếm kìa. Phải tèo, cái con này ăn cắp chia của con Bahamut rồi. Em biết là bữa nay là bao nhiêu ngày chưa? Bao nhiêu ngày trong game em biết chưa? 228 ngày rồi đấy.
boss nó đứng xuất hiện. Ôi trời ơi. Các bạn thấy giờ 228 ngày nữa. Gọc cái gì mà gọc hoài như vậy? Dạ, chạy thôi anh Phương. Cái gì? Chạy thôi. Nó bay kìa. Bắt cái con chim của anh, đem con chim về. Đem cái con chim của anh về. Ok, bên kéo nó về bên. Kìa kìa, em gấp cái con cậu Gila về kìa. Đi. Con kiếp phiên nó gấp được con cậu Gila luôn. Ở phương nào ta? Đây nè, đang bên chỗ cái xe giùm nè. Phương cấu gì? Cái gì mà phó mông thấy ghê vậy? Phó mông. Cái gì phóng ông thấy ghê vậy chị Dâm? Cái chiêu không? Chị xe của con này Dâm cái gì? Thôi con Dâm coi chạy kìa. Lắc vô quý, đi theo anh nào, đi theo anh nào. Giờ của hai bà chân. Đi lên trên núi thử coi. Quá trời nát game thì. Con voi kìa, chạy mất nhanh luôn. Này vô chúa. Do của hai bà chân nữa. Ôi bay luôn kìa. Bay vòng vòng trên đây tại vì anh nhớ là ở trên đây là ở tập trước là chúng ta bắt được con Manticore trên đây đúng không? Lượn vòng vòng trên đây biết đâu chúng ta gặp thứ gì đó rồi sao? Thế giờ về nhà cũng đâu có làm gì được đâu đúng không? Ôi khoan có một tay này luôn đi. Có cái gì dưới đây nè? Đâu? Cái em ra ngoài rồi. Vô nó lựa thử đi bệnh nó có một cái gì ở dưới đó kìa. Đâu có một tép bê ra ở đây nữa trời. Phương đâu? Phương dưới này rồi. Anh đang bay nè, anh đang bay như một dĩa thằng nữa nè. Bay đâu à? Bay, nó tự động nó cho anh bay luôn nè. Bay cái nào vậy? Núi tuyết phải không? Núi lửa. Cái ít xịu chứ các bạn nhìn farm đồ kìa. Anh bay đâu ta? Không thấy. Cái gì? Anh trên đâu? Núi lửa nè, trên núi lửa nè. Sao em thấy anh trên núi băng? Băng đâu, núi băng, trên núi lửa. Bà te đâu rồi? Cái bà đó, nó cũng được. Bỏ đi. Núi lửa nè, đâu thấy anh đâu. Nè, đang bên hông nè, quay qua. Gấp anh về coi trời. Để anh với vôi khùng ở đây hơn. Đâu gấp được. Thấy rồi. Dưới miệng núi lửa nó có một cái chỗ gì đó giống như cái chỗ spawn hay là đi vô cái gì đó là lạ lắm. Cái hang đó mình đi đó. Cái hang đó là em vô cái hang đó là kết thúc cuộc chơi luôn đó. Bái tèo. Cái hang đó em vô trong đó là em sẽ được đầu thai làm tiền nữ. Đầu thai làm tiền nữ. Internal red nữa kìa. Giờ thanh niên cởi con Gila kìa. Đi theo đường này nè. Em phương đâu rồi, mới thấy đây đông kêu bài rồi. Kìa chạy kìa. Phóng như siêu nhân vậy. Mát mà lót không kịp luôn các bạn. Đi đi rồi. Đây nè, dưới cái đường nước nè. Cứ đi theo cái đường dưới nước đi nè. Không thấy, sao nó cứ hẹn cách 1000 mấy vậy không vậy? Ông đi tới cái chỗ mà nãy ông tính có ý định mà xây nhà đó, xây cái chỗ cái nhà trên cây á. Chỗ này người ta tôi nhớ cái chính liền à, thấy rồi. Chỗ gần đó nè, đi theo anh nè. Đi. Rồi đi vô. Trời nó đi kìa, chỗ nó bay. Bay. dính dách. Ê đi. Đi vô trong này nè, anh vô trong cái. Cái quái gì. Đường nào về nhà vậy? Anh muốn về nhà. Mình muốn về bên nhà. Đây, bên đây. Coi con vô nó chạy kìa. Anh đang kể như một thằng điên nữa nè. Trời ơi. Có tinh tinh nữa kìa anh. Tem nó không? Đâu? Kìa Mega King Kong kìa, nó lạc bên đây rồi nè. Đâu Mega King Kong gì đâu? Đấy. Đâu? Đó. Bên trái nè. Này hả? Cậu. What the hell? Một chậm. Ê, phan. Anh nghĩ là có trò chơi nè.
mà mình nghĩ là các bạn xem video chắc cũng tán thành luôn á. Nó biết làm gì không? Sao lấy, lấy nguyên một đám của mình ra chơi với con Dodo Get màu vàng á. Anh thử anh liếc nhìn cái mẫu của nó thôi. Chào. Đi 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 chơi nè, chúng ta làm điều vĩ đại đi đi. Chơi. Đốc chinh công đi kìa. Ok. Đi 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 về đi về đi làm điều vĩ đại hả các bạn. Để gác con kinh công ra đục nó thử. À, con Bionic nè, màu xanh nè. Giga nè. Mấy tập trước bắt nó không được nè. Không lượng sức mình. Mình có đem Biosin không? Ai. Anh giết cái con Bionic Giga nó cho anh đồ một đống luôn nè. Ngon. Nè nó cho anh anti-pack một đống luôn nè. Kìa phải tèo chưa? Chỗ nào ta sống thấy anh trời. Trời ơi, cái chỗ màu xanh lá cây đi thẳng tới. Ây da. Ây da. Ngon rồi các bạn ơi. Mình giết cái con này nó cho mình hết trơn mấy cái gì nữa. Mấy cái anti-pack luôn nè. Màu xanh rồi trời, tặng sumo không vậy? Chế khá là dễ luôn, nó cho cái công thức để chế á. Chứ không phải là cho mấy cái anti-pack, nhưng mà nó cho công thức để chế chúng ta khỏi đi tìm. Quá em. Cái gì em nói vậy? Que. Cái trụ xanh lá cây đi thẳng tới phía đó là biển á. Ờ, ở đây có con Gigant nữa nè. Bên đây có con Gigant con nhà giàu nữa mà, thấy không? Ủa, đang hiếp nhỏ kìa. Hiếp được mệt mày. Ê, đi. Cái gì vậy? Đi qua chỗ cái đảo xương đi anh, coi có nó spawn lại chưa. Spawn con gì? Mấy con khủng long xương á. Anh giết hết rồi mà. Anh giết cái con quái sa mạc rồi. Gấp nó về đi, gấp con đó về đi. Ờ, về đi một lát nữa anh cho nó tiến quá. Ok. Ê, tôi tới trụ xanh này nè, đâu rồi? Đi thẳng ngoài biển. Đi, anh về tới nhà luôn rồi. Đường này về nhà đúng không ta? Đúng rồi. Cái chỗ này đi thẳng tí hồi nữa tới cái chỗ gặp cái con Valen hôm qua nè. Chỗ lắc quá các bạn ơi. Bây giờ này phê rồi. Sao không chịu hội tứ linh hội tụ cho mấy em kia coi đi trời, mình đi nhông nhông rồi vậy. Ê, vừa bộ bài chim kìa. Kìa, đó, tôi thụ của anh đó. Ủa sao anh cứ ở đây hoài trời. Dàn màn hình luôn kìa bạn. Kìa, nguyên bài nó dùng cái xe xuống kìa giúp nó. Dàn màn hình luôn kìa. Kinh gì. Trời ơi. Ủa sao anh cứ ở đây hoài vậy Phương? Để gần nhà tới nơi rồi. Về nhà đi, anh ở đây anh càng quét quân địch nữa rồi. Ê. Quýnh một lần 2 tỷ đam ui, thấy ghê gì. Nhà mình đâu? Kìa bay ra tới biển luôn kìa quái tèo. Kìa. Anh phóng một phát một tới đạt giới hạn luôn chứ. Quái tèo, trên trời hả anh? Bay ra tới giữa biển luôn chứ, trên trời cái gì. Kinh dị thiệt chứ. Thua. Rồi, cái nhà mình đâu? Cái nhà mình Nhớ rồi, qua đây. Em bay ra ngoài biển nè, đâu thấy anh đâu. Đừng kêu anh bay nữa, em kêu anh bay là một sự hối hận rất là lớn á. Bay ra tới biển. Bay ra tới giới hạn luôn. Rồi em về tới nhà nè. Anh đã về tới nhà nè. Lắc vô quỷ gì vậy. Bạn xem cái video này mà không nhức đầu mới sợ. Nhưng mà mình nói trước nghe, ba người chơi chung là phải chịu rồi các bạn ơi. Quá trời lắc. Nhưng mà boss bắt thứ dữ không. Không có máy nào mà chịu nổi đâu mình nói thiệt. Cái này chỉ có nước chơi single. Trời. Nó mới không lắc. Giờ này FPS của mình còn có 10 mấy, 11. Lắc vô quỷ. Ồ, tập này bắt được con voi hả bạn? Ngon. Rồi sao đây? Rồi sao đây? Đi vô chơi boss miếng boss kia đi trong cái chỗ á. Có đâu có anti-pack đâu, vô. Miếng boss tấn xịu à. Mình có anti-pack mà. Có đâu. Miếng boss tấn xịu à. Thì đúng rồi, mấy con boss đó yếu xìu à. Kiểu là khi mà vô nó chuyển mát thì nhìn đẹp thôi chứ thật ra nó yếu xìu.
muốn thì chế cái teleport á, mình tele tới tele lui chỗ đẹp. Là sao? Chế cái teleport á. Thôi anh về anh ăn cắp cái con tinh tinh này. Em mới hốt con tinh tinh này về phải không? Dạ. À hay mình bắt mấy con tinh tinh mình nâng cấp nó lên mỗi hệ. Đúng rồi. Em có con rồng Weaven, phi vào rồng Weaven nè, cho nó nâng cấp đi. Rồng ờ đúng rồi. Cái speed nè. Kìa có nâng... có rồng rồng băng nè, rồng rồng rod nè, băng. Anh đang nâng cấp. Eternal Ike. Ờ tiến hóa rồng băng đi. Đúng rồi, tiến hóa gồng băng lên. Ờ con gồng băng đó bắt được thì không bắt được mình tiến hóa lên. Frost hả? Frost Frost Weaven hả? Đúng rồi. Ok, rồi 200 ngọc trai đen. Đi nữa trai đen hóa mình lên sắp đây. Hết rồi. Ngọc trai đen hết lắm. Tôi lấy trái tim nha. Một đống ở đây nè. Tôi lấy trái tim rồi, tôi lấy trái tim rồi. Trái tim ở đâu ạ? À? Trong cái bàn cái tủ anh. Tủ metal đó. Phía bên trái. Trời nhiều lắm anh lớn tiền sơ đích anh kìa, tiền sơ đích anh kìa. Thôi để em lấy cho, để em lấy cho tôi đem tới đây nè. Đó con cầm đủ chưa, còn thiếu còn thiếu rap flower 200, mushroom 200, đồng xu 10. Đâu em nói cái bàn đó đâu không đó. Rồi đủ đủ hết rồi nè. Rồi đi ra ngoài tiến hóa nè. Khoan để anh coi với, để anh, để anh. Cái bàn nào chưa đó. Đây nè, cái tủ này nè. Đây. À thì ra là để ở đây. Ngon. Ngon. Rồi nè, bỏ hết chưa. Ngon. Khoan hết đi nổi rồi. Tham này thì tham. Red flower. Rồi đó anh Phương tiến hóa đi. Cho anh Phương ấy. Khoan anh tiếng méo hóa. Đi nổi rồi, nặng quá hả. Anh không cần cầm gì hết đó, em bỏ hết chứ rồi. Quăng từ lưa đây vậy. Kiếm thêm một con nữa chứ, biến thành con Fox đi. Fox là con gì ta? Fox là chó Fox. cái con thứ tư là cái cũng hề băng giá luôn đó. Gì đâu mà nặng quá tèo như vậy. Nặng như quỷ. Tiến hóa đi anh. Tiến hóa ai đi. Tiến hóa gì? Rồi, coi nè, coi con rồng nè anh. Đâu con nào đâu? Rồng này hả? Nè, đúng rồi. Con kiếm hả? Rod là xương giá xong lấy tiến hóa thành rod cho đẹp. Rồi tiến hóa đi. Đâu tiến hóa con nào đâu? Khoan. Khoan. Khoan lấy lại đồ đó. Khoan cho tiếng quá con cuối cùng hơn. Ừ. Ai? Con Eternal ai đó hả? Ai vì vật đấy hả? Đúng rồi. Ngon. Tại tí nó xấu xúc phạm người nhìn luôn rồi, phải tèo luôn. Không, nó biến thành con rồng màu trắng mà. Con rồng băng này bữa đó xem mấy anh bắt được rồi. Kìa. Đó, ai muốn trở về quá khứ thì chui vô cái vòng nha. Sẽ được làm ngũ long công chúa. Cái game này bắt đầu quậy rồi đó. Bây giờ là chỉ còn lời quậy rồi đó. Chứ giờ này đâu thế nào đi bắt được nữa. Wow. Đẹp. Rồi, đẹp đúng đẹp thiệt, nhìn mặt nó kìa. Wow. Nhưng mà anh nhìn lưng nó kìa, xấu như ma vậy. Đâu? Chỉ bằng một con bình thường thôi. Wow, không, anh thấy đẹp nha. Nhưng mà em ê, không có... cái speed của nó trở lại như cũ rồi kìa anh Phương. Để em nâng tiếp, nâng à. Speed tiếp. Thôi, nâng vừa thôi. Sao leo lên được vậy? Chưa có yên mà anh. Mà sao xì chùm dính lên trên đó kìa? Dính lên cánh luôn kìa. Kệ sao chị chụp chính xe trên đó kìa, đẹp chứ gì. Ê cứu em. Cứu. Ủa không có cái yên sao bay được. Con nó này chứ này ai bay. Cấp này em có bay không? Không. Ủa vậy cấp này ai bay, bình bay hả? Em đâu có bay đâu. Vậy con gọng nó tự bay rồi.
Bây giờ nói rồi không có cái yên sao nó bay được. Em dính lên cái cánh luôn rồi phải không? Hồi đem thôi đứng lên cánh xong nó bay. Thấy rồi, anh thấy mà. Thằng này xạo ghê ta. Để làm cho nó cái yên nữa. Anh qua đây, anh tiến quá không bên làm đây. Cái yên alpha đúng không? Đúng rồi. Không có chuyện gì chơi, qua đây tiến quá mấy con này chơi. Ủa, nhưng mà mấy cái giấy của nó là sao? Power Weaven nè, là sao? Mấy cái đó là mấy cái skin cho nó đó không? Nhìn như đâu có dùng được đâu. Được, được. Ủa, cái này không có cần mấy này hả? Rồi, con Weaven rồi. Em có đai công kích không? Đu đẹp. Phun ra băng kìa. Gì đai công kích gì? Cho anh mấy cái chục cái token ơi, còn token không? Token là đâu, tiêu hóa con gì? Con khi đột phải không? Con khi đột nè. Cho anh token ơi, cho anh token. Đà, đồng xu. Anh tiến quá lên anh... con đó, con power đi, con power hay con beat? Con power đi. Beat đi anh. Tốc độ đi anh. Tốc độ hả? Tốc độ đi. Beat đi, beat đi. Rồi xong rồi đó. Rồi lấy đồ ơi. Rồi. Em nhớ ông làm như màu xanh dương. Ồ, bình có con chim trên lưng kìa, đẹp vậy. Con phượng hoàng baby á, hay ngon. Ê, trong cái bàn á, trong cái bàn quật bên á, lát tạo ra đây tôi chế cho. Thích con Zubella gì không? Đâu để tôi thử coi thử tên gì á. Bàn quật bên hả? Đúng rồi, trong thời gian nghiên cứu mình cũng nghiên cứu cách tạo ra vài chục con boss chơi thôi mà. Baby phonix đó hả? Con quả ống hả? Đây nó có baby dad, baby mother. Làm cho tôi mua một cái con màu xanh dương kế bên ông đi. Được không? Con xanh dương kế bên ông là con gì? Cái con phù hoàng cũng hoàng luôn á nhưng mà màu xanh. Làm gì có nó màu đỏ à ba. Làm cho anh con baby tùng sơn anh treo lên tay. Làm cho anh con baby tùng sơn anh gắn lên vai. Nè, cho anh con này nè Phương. Dạ. Yeah. Chui hả? Nè. Làm gì? Con này nè. Đây hốt đi. Ủa. Ê sao con này không cởi được. Bình ơi. Sao con Gugula này cởi không được? Cho tôi chăm cái chuông Bình ơi. Nhưng mà sao con Gugula này cởi không được? Rồi được rồi. Ủa con này sao con nó bích đắp được. Này bích cúp đâu được đâu ba. Con nào? Bắt. Con nào? Được quá. Thành điên. Cho bốn cái sự kiện nhanh lên. Mà thôi tao đập nát. Trời. Anh tôi bắt. Tình. Cứu ba baby. Nè baby đâu rồi, cái thằng Jebo nè. Pick cúp đi anh. Điên này loot đi chế kìa. Phải tèo. Nhanh lên. Muốn skin gì? Chế cho anh cái skin bích nhanh lên. Rồi. Đó. Bị khùng rồi. Nhanh lên thôi, anh sẽ đập nhà. Cái skin bích, kiểu chế skin bích đưa cái skin power. Anh đi ngủ chi chào. Lên đá anh chọi bây giờ lên cho lên. Ôi skin bích. Đâu vậy? Tên gì? Đây có rồi. Ai cuốn nạn này. Chúng ta đi không thôi. Dạ. Anh bị khùng rồi. Đứng yên thôi. Cái thằng này mày nhoi hả? Đó. Cho ho mày xỉu luôn. Rồi rồi nó xỉu luôn mà phải tại. Ai mất dài. Rồi gì? Đó anh gia đọc cái nó đi, đều gia đọc cho. Rồi đến rồi đó. Bắt gì mình không chết vậy? Chơi giỡn khùng quá.
gì vậy? Tem con. Wow. Con gì vậy? Mới chị hồ ra con phượng hoàng. Phượng hoàng gì vậy? Wow. Đúng rồi, chịu hồi ra con tứ linh hội tụ kìa cho mấy em kia coi nữa kìa. Wow, coi đã vâng, chị kêu nè. Không xoay. Có đồ đồ anh ơi. Xoay gì vậy? Ghê gì đâu 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 đâu, đáp xuống ơi, đáp xuống ơi, đáp xuống ơi. Đáp xuống ơi, đáp xuống ơi. Không có đáp được ta. Kìa. Tạo ra gì Zerbo A Modern Dad gì đúng chứ. Sẽ con cao này đậu không được. Yeah. Lôi lôi ra thằng con rồi quá tèo. Con này đậu không được anh Phương ơi. Đi từ từ ơi. Rồi cởi đi. Phải trưởng. Lắc như quỷ. Gì con cái con này bao nhiêu máu đây? 1 2 3 4 5 6. Ủa. Khoan, 3 nè. Chiêu hồi gì gặp con gì cũng chiêu hồi chứ mấy chú. Trời ơi, cái con này có 100 triệu máu à. Yếu xìu à. Quá yếu. Con nào? Hết rồi, thôi anh qua mua cái Andamin Dodo đi anh. Qua Trung Quốc mua Andamin Dodo đi. Gì vậy? Muốn chế mấy cái Tứ linh hội tụ hả? Đúng rồi. Tứ linh hội tụ là cái gì đây? Long long hổ quy phụng hả? Đúng rồi. Gì đây? Đây là phải đàn long long phụng quy cọp. Phải trưởng. Lắc gì vậy? Chịu hồi bốn con đó cần cái gì? Bốn cái Ademin Dodo. Bốn Ademin Dodo à? Một con một cái. Anh Phương cửa thử con này anh Phương. Ok. Có kiếm xà gì thấy ghê vậy. Wow. Wow. Cái gì vậy ta? Rồi chuẩn bị xỉu nhá cu. Có một quét giò nè anh. Chọc chịu máu. Anh chuẩn bị đón tiếp con quét giò anh ơi. Đâu? Đây. Phá rồi, bắt đầu mấy thanh niên này phá rồi. Đấy, đẹp chưa? Bây giờ mình phá rồi đó. Bây giờ nó phá rồi các bạn ơi. Cho đó các bạn thấy không? Cho mua chuông Trung Quốc đi nó tạo bành cái game luôn. Anh, quét giò bằng vàng nè anh. Vàng méo gì toàn Trung Quốc không? Ủa, ỉ trứng nữa kìa trời. Ỉa trứng. Đã gọi ỉa mà sao ỉa ra trứng. Tụi bị giết hết tụi nó chuẩn bị kêu hết tụi nó đi anh. Để nó quậy quá. Kêu gì? Xử hết tụi nó đi. Lắc như đời tới vậy. Nguyên con quét sổ bằng vàng luôn chứ. Nè vàng khối 4 số 9 luôn á nhầy. Phải tèo. Phải 4 số 9. Chù. Rồi video này đặt tên là gì đây? Phá nét nghiệm. Bắt được khủng long kia rồi. Bắt được khủng long gì? Con voi. Bắt được voi luôn. Mà thấy bắt được con voi mà còn như quậy. Không mà chơi gì cũng vui các bạn. Đúng là hết series rồi. Giàu có lên cũng khổ. Cái gì cũng chơi được. À, còn cái phần tứ linh hội tụ đây nè. Ấy nếu mà muốn người hết á thì xin mấy anh lấy mấy cái bài xích co anh thử chịu hồi mấy con boss khủng em boss thử. Đúng rồi, vừa hồi mấy con em boss ra solo đúng không? Yên tâm đi, không hết đâu, series này làm gì hết được. Anh còn cả đống thứ tha hồ chơi, tha hồ quay. Mình còn nhiều ý tưởng lắm mà, yên tâm đi. Hú hét cả đống ra. Đúng rồi, thiếu cha gì một đống luôn á. Nhưng mà con gồng băng này nhìn cũng đẹp ha. Eternal Ivy Van. Cái quái gì vậy ba? Thanh niên kìa. Để nó bắn kìa. Phá như đời tới. Năm nào nấy đang mấy thanh niên đã đang nghiên cứu cái cách chịu hồi mấy con khác kìa. Đây. Em thì nghỉ rồi. Nữa nè anh, thêm con vessel nữa nè anh. Em học chi nhiều vậy không?
Đây nè ông ơi, có con quy nè, con Black nè, có con gì nè, con rùa màu đen nè. Ấy, đẹp chưa anh? Rồi con phụng hoàng nè. Anh, đẹp chưa? Cái gì vậy? Bionic Vessel. À, con này anh biết rồi. Con này bữa cái có cái skin của nó anh. Con này bữa đó có cái skin nè. À, em gắn cái skin vô hàng chi. Bữa đó anh bắt con thường, anh gắn cái skin này vô luôn. Không, để màu vàng gì đẹp hơn quá. Sáng chói cả góc trời hả bạn? Muốn cái yên sao ta? Làm gì? Làm cái yên. Vẫn còn thiếu nè quê, vẫn còn thiếu con tinh tinh màu cam nè. Còn thiếu con nữa. Vậy gì, đem gắp nó về luôn cho. Đúng rồi, bắt về đi em. Để em đảo vòng cho các bạn xem á. Rồi à, thằng nào nhét con vô vô đây à? Em à, đi nào nhét con vô vô. Ồ, con Vezo đâu rồi? Đây, Vezo gì anh đang bay nè. Đưa. Từ từ, làm cái gì? Đấy. Bay chút cũng đòi lên nữa, các bạn thấy chưa? Thấy cực khó không? Nè, Vezo nè anh. Gì? Vezo xương này. Làm kinh xương nó mới chịu rồi. Rồi, để anh tăng cái con này thử coi. Ôi con cọc băng này yếu với ta. Mấy con gọi đi lại nó ăn thịt đùi đúng không? Ê, trời ơi nè em coi nè, cái con cọc băng mà nó bị đổ máu nó biến thành màu đỏ nè, thấy không? Đâu. Nè. U. Em quăng cái bình ấy vô ơi, quăng cái bình ấy vô cho nó uống lên cho nó tăng máu lên. Thôi kệ đi anh. Sao? Nhìn vậy nó đẹp hơn anh. Nhìn vậy như bị bệnh xuất huyết á. Hay gớm. Đẹp á, nửa hai màu đẹp mà. Đứng yên. Tao nửa, có nửa. Có bệnh ấy không? Có. Nó ok. Vậy là đẹp không? Nên bay vòng vòng cho các bạn xem á. Để em xây nhà trên con Vessel coi được không ta? Ờ xây cái đi. Di cư là Vessel luôn. Ấy xây nhà trên con Titan God á. Ôi, cửa Vessel nó mới phê. Xây đi. Còn con Titan gì nè, For gì nè, Foreign My World gì đó, anh quên này. Cái con gì mà có tiếng nhạc á. Cái con Guardian đó hả? Ờ đúng rồi, cái con gì bá chủ thế giới á. Đêm giờ là xong luôn rồi đó. Nát game đấy. Đâu giờ nó bật nhạc Autumn không? Vậy là cái phần mà mấy cái con gì nè. Cái gì? Cái mấy em kia nhắn tin là cái mấy con quái thú tứ linh hội tụ là nó tên gì ta? Cái gì mà Quyền gì? Vũ Thanh Long. Quyền Vũ Thanh Long. Chu Tước. Ừ, Chu Tước. Cái gì? Hổ báo đó. Bạch hổ. Bạch hổ đúng rồi. Còn thiếu con rồng á, con rồng như sau này update có. Thanh Long đấy. Ờ đúng rồi, Thanh Long chưa có. Có mà con rồng á. Không, chưa. Mình lấy gồng lấy con gồng Abet thần chủng của mình vô. Không, khác mà, hai con khác mà. Sao được. Mình có con gồng Mai TH màu vàng đó. Đem vô luôn. Không, anh nghĩ là cái con Thanh Long này là có thể là cái con gì nè. Con Bahamut đó. Đúng không? Đây có 321 chưa thế được. Kìa thanh niên kìa chế cái nhà trên. Làm cái nhà trên mình con quét thồ luôn kìa. Nó mới chất. Anh thấy gì thấy tội nghiệp con quét thồ quá nó thiệt luôn. Kệ bà nó đi anh, nó con động vật mà kệ bà nó đi. Không, đây các bạn thấy không, không có tình yêu thương động vật gì vậy các bạn ơi. Nó chỉ là game thôi mà anh. Ác quá, em ác quá. Kệ đó. Không. Nghĩ sao mà con chim quét thồ người ta đẹp gì mà đưa nguyên cái bộ giáp vô các bạn nhìn nè. Để chở thêm cái tủ này nữa. Quá wow. Cuộc đời sinh ra làm con quét thồ là thấy cực khổ nhất. No. Ê, xin dùm lại coi nè. Nó nói ngay chắc cái đít của con quét thồ thôi mà cũng buộc lên. Trời ơi, cái con gì ta? Ê, nó có cái lỗ luôn kìa anh. Em không vừa cái lỗ lấy gì nữa vậy á. Ôi giời ơi, chết cái con tê giác Mai TH rồi, thằng
tê giác mà TH gì nữa, có tê giác nữa. Có. Để tê tính cấp về bị thằng RPS nó cạp chết nhỏ rồi. Ok. Giờ này mấy giờ? Giờ này 1 2 giờ. 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy đâu. Thôi, nghỉ đi anh. Nghỉ đi em. Thôi, bye bye tất cả bạn ha, mai tiếp tục quên. Để coi mai kiếm nội dung gì vô phê phê chơi nha. Với các bạn thấy không? Thấy không? Suối mình anh ơi mua 300 cái chuông đi. Mua 300 cái chuông vô quậy nè, nó tạo. Cái say. Quậy như đời đấy. Chịu hồi mà các bạn không kịp thở luôn. Gặp con gì cũng chịu hồi. Quậy như đời tới. Thôi nghỉ quá rồi, phê à. Anh buồn ngủ, mai tiếp. Thôi chơi tiếp anh. Không. Tiếp đi, nghỉ sớm gì, tiếp đi. Ôi. Nghỉ về video anh treo hot cho mấy em chơi đó, anh mệt lắm mà buồn ngủ quá. Thôi, nên nghỉ rồi tụi em không bỏ tụi em lại làm gì, tiếp đi. Buồn ngủ như trâu. 2 giờ sáng mà còn không cho mình ngủ các bạn thấy chưa? Quay video chỉ là một chuyện rất là nhỏ nhoi thôi, nó chơi game. Chơi game là nhiều hơn luôn. Nghỉ đi. Ủa chơi tiếp đi anh. Vậy xin chấm đó rồi. Em qua cái đảo kia em tàn sát hết mấy con long xương rồi chứ không cái con. Các bạn thấy không? Không bao giờ mà quan tâm đến việc làm video luôn, toàn là chơi không. Thanh niên nào như thanh niên đấy. Đó, các bạn tập trung chơi không? Toàn là lo chơi. Game hay quá. Vừa chơi mà còn vừa quậy nữa. Giờ anh Phương ơi, giờ anh Phương tất cả ơi. Do lắm. Lúc trước còn theo nội dung, còn giờ nằm nào nấy chơi. Quậy như đời. Nội dung anh là xưa rồi, giờ là chơi tự do anh ơi. Để em tạo đi. Tao đi, để lát đi. Có gì mới anh quay video tiếp cho các bạn xem. Giờ tạm dừng video này ha. 50 mấy phút nữa rồi phải tèo thiệt nhanh thiệt chứ. Rồi tập này đặt tên là gì đây? Đã bắt được vua dôi ma mút hả? Ngày thấy của game. Không, cái này chưa ngày tận thế đâu. Em chịu hỏi hết trơn boss rồi xong hết nó mạnh lên rồi. Lúc đó nó mới có chuyện. Ây da. Bắt. Trời ơi, nhìn cái con quỷ con ấy nó ngu kìa. Cắn thấp thôi rồi. Thấp thôi. Nãy quét sổ đẹp không anh Phương? Ồ. Không ăn là chết nha con. Nghĩ sao mà nó theo nó cắn con này của mình như vậy? You have slain an enemy. Nó mới chịu à. Cái con boss ghê nhất vẫn là cái con Dodo dần khè kia. Đúng rồi. Con đó là Mai TH hay là cái gì? Mai TH mình tem nó được mà. Sao phải xóa? Không có tới gần được đâu. Đâu tem được. Em lại gần nó là chết rồi. Anh Phương bật God lên. For tem không được. Ghi to me thì không cưỡi được. Con đó đâu có bắt được. Con nó chết rồi, con Dodo màu vàng đó mà. Lợi gần nó tán cho vỡ mồm. Mới nhìn lẻ thôi cũng đứt cho mày cũng chết nữa. Ê sau này là mình xây nhà trên con vết rồ luôn đi. Xây đi em, thỏa sức đam mê đi. Thôi được rồi, anh dừng cái video này đây, mệt rồi. Thôi bye bye tất cả các bạn à, có gì mới mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Giờ thì nghỉ quên. Bye bye. Các bạn xem yêu thích series này thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ cho mình với em xì chung đó các bạn. Còn nếu mà có ý tưởng gì hay á, bình luận ở phía dưới đi. Mình nghĩ là tập sau là chắc là phải chịu hồi tứ linh để coi thử nó như thế nào đó. Để không thôi không chịu hồi vài bữa nữa xì chung với mình cũng chịu hồi ra banh nữa. Để mình chịu hồi mình quậy cho nó đã. Kìa đó, phải không? Từ trên trời bay xuống con Griffin nó bay xuống cái cành là thấy rồi đó. Thấy không? Thấy quậy như đời tới. Bắt con chi ke nữa kìa. Lâu anh đi đâu à?
bắt bắt anh đi luôn được, dễ ăn lắm. Rồi thả xuống nè, anh có bộ giáp mà. Thôi anh tắt video. Wow, xây cái nhà trên con này thiệt không kìa. Thiệt mà. Ủa, nhưng mà đi đi lên bằng cách nào? Cái đó ta gọi là bạo hành với động vật á. Được, gánh cả thế giới đây nè. Thiệt, ở ác. Mình lắm gắm như thế mình nó ác lắm. Anh điên ác như trâu. Hay như đời tới gì. Thôi chứ gì đi trời. Thôi phê rồi. Chưa đâu anh, giờ phế gì. Anh tắt video rồi, cho em chơi đó. Bye bye. Bye bye gì trời ơi, chơi tiếp đi anh. Cái lúc em ngủ thì anh ngồi chơi, lúc anh ngủ thì em ngồi chơi. Chị sao nữa. Ỉa luôn. Ỉa lên cái nhà mới của em rồi đó. Đâu? Đó. À, hay lắm. Thôi anh tắt video. AC. Ủa nãy giờ anh nói tắt rồi mà sao giờ tắt nữa? Nên anh gán ngay coi có gì vui không cho mấy em kia xem. Không, thường mấy cái khúc mà gần cuối nè, mấy em kia cũng gán là nán lại coi. Mấy khúc gần cuối rồi, lúc nào cũng có cảm giác là nó hay hơn mấy khúc ban đầu. Hợp lý, hợp lý.